Xin được kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Góc Nhìn Đa Chiều. Thưa quý khán giả, các ông bố bà mẹ trẻ ngày nay thì quả thực rất đau đầu với việc là con bị nghiện điện thoại, mà nguyên nhân chính lại là do mình đã dùng phương pháp này để dỗ dành con, cho con ăn hay thậm chí là để cho con đừng mè nheo, nhõng nhẽo nữa. Lâu dần thì qua vài lần như thế, bọn trẻ sẽ được nước dò dĩnh và trở thành nghiện lúc nào mà không hay. Từ đây họ tha hồ tìm cách để cai nghiện điện thoại cho con, mà cũng có nhà thì thành công, có nhà thì không. Với bí quyết cai nghiện smartphone sau đây là nội dung mà chúng tôi chuyển đến trong chương trình hôm nay, hy vọng sẽ giúp ích cho nhiều gia đình. Những đứa trẻ sinh sau những năm 2000 mà chúng ta gọi vui là những đứa trẻ thế hệ Z dường như đang dành quá nhiều thời gian để sử dụng smartphone mà cha mẹ cung cấp để làm phần thưởng. Đôi khi là để các bé ăn ngoan hơn, hay đơn giản là để giữ yên lặng, không làm phiền. Không thể phủ nhận những lợi ích thiết thực của điện thoại thông minh có thể giúp trẻ có kiến thức rộng hơn, học tập và tiếp cận được những xu hướng mang tính thời đại. Nhưng khi sử dụng smartphone một cách thiếu kiểm soát, trẻ dễ rơi vào trạng thái nghiện, gây nhiều hậu quả xấu về mặt thể chất và tinh thần. Sử dụng thời gian dài smartphone trong ngày khiến trẻ dần trở nên trì trệ, lười vận động, dễ dẫn đến các bệnh lý như béo phì, tiểu đường, tim mạch và các bệnh về thị lực. Bên cạnh đó, trẻ có nguy cơ sao nhãng học tập, dễ bị ảnh hưởng bởi những xu hướng không lành mạnh, có khuynh hướng ít giao tiếp với người thân và chắc chắn sẽ gặp vô vàn khó khăn khi bước vào thế giới thực tại sau khi đắm chìm trong thế giới ảo của riêng mình. Con thích chơi điện thoại không? Thích. Tại sao con lại thích? Thì có nhiều trò chơi. Thì khi nào để các dì cho mượn nhỉ? Khi ngoan. Điểm của em như thế nào khi mà nhìn thấy các bé nhà mình chơi điện thoại? Dạ, thì lúc đầu thì thấy vui nhưng mà chơi riết thì nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe này, với cả nó không chịu đo học hành. Thế em có muốn các bé cai nghiện điện thoại không? Dạ muốn chị, nhưng mà tại vì giờ nó nghiền rồi nó chắc bỏ cũng khó. Thưa quý khán giả, chứng nghiện điện thoại không chỉ là của trẻ con mà cả người lớn ngày nay thì cũng chẳng phải là hiếm. Nếu là một người làm cha làm mẹ và có thói quen cho con ở độ tuổi đang phát triển của mình sử dụng những chiếc smartphone như thế này hoặc là máy tính bảng, thì những điều mà chúng tôi chia sẻ vừa rồi có thể khiến cho người lớn phải suy nghĩ lại. Cai nghiện smartphone người ta còn ví khó hơn cả cai nghiện ma túy, nhưng không gì là không thể. Để giúp trẻ thoát khỏi những mối nguy hại, cha mẹ cần kiểm soát việc sử dụng smartphone của con em mình một cách hợp lý và đúng phương pháp. Sau đây, chương trình xin đưa ra một vài gợi ý. Tăng cường kết nối giữa ba mẹ và con cái. Cha mẹ cần làm gương cho con bằng cách tự hạn chế sử dụng smartphone trong gia đình, đặc biệt là trong giờ sinh hoạt chung của gia đình như ăn cơm hay xem TV. Cha mẹ nên dành thời gian gần gũi, kết nối với con, cùng trò chuyện, đọc sách cho con nghe để giúp trẻ nâng cao vốn từ vựng, tăng cường khả năng giao tiếp. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng smartphone của con. Có thể cho trẻ sử dụng smartphone nhưng cần có sự quản lý về mặt thời gian. Duy trì việc quản lý giờ giấc sử dụng điện thoại thông minh của con thật sự cần sự kiên trì. Hãy dành cho con của bạn thời gian nhất định để sử dụng thiết bị và giữ lại khi đã hết thời gian. Đối với các gia đình cho con sử dụng phòng ngủ riêng thì không nên để con mang thiết bị vào phòng ngủ. Hãy giữ điện thoại và trao trả vào sáng hôm sau. Một cách khác, đó là tắt thiết bị phát sóng wifi nếu không thể quản lý được giờ giấc sử dụng thiết bị điện tử vào ban đêm của con. Như vậy sẽ buộc trẻ phải đi ngủ sớm và tránh được tình trạng trẻ online muộn hoặc thức suốt đêm để chơi. Cho trẻ tham gia các hoạt động ngoại khóa. Bố mẹ nên đưa con đi chơi ngoài trời vào mỗi dịp cuối tuần hoặc cho con tham gia các hoạt động ngoại khóa ở trường cùng bạn bè. Việc cho trẻ tham gia các hoạt động ngoại khóa sẽ giúp trẻ phát triển khả năng giao tiếp, đồng thời kích thích trẻ khám phá, tìm hiểu thế giới thực xung quanh, thay vì mãi mê chìm đắm trong thế giới ảo của smartphone. Quá trình cai nghiện smartphone không thể có hiệu quả tức thì. Cha mẹ cần kiên trì và quyết tâm để làm tấm gương cho con, giúp bé dần từ bỏ thế giới ảo để khám phá và sáng tạo trong cuộc sống thực đầy ý nghĩa. Từ đây thì mới thấy việc cảnh tỉnh những người còn đang chìm đắm với màn hình xanh và cho con em của mình ngụp lặn trong đó cũng nên được xem xét lại. Đừng tạo thói quen cho trẻ để rồi than thở làm sao để giúp cho trẻ tránh ra những thiết bị thông minh này. Đến đây thì chương trình Góc Nhìn Đa Chiều cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.